Thị trường ngày hôm nay lại tiếp tục một pha tích lũy, hay chúng ta có thể gọi là một pha rũ bỏ các nhà đầu tư. Thì chúng ta hãy cùng nhìn nhận là nhóm ngành nào sẽ đi cùng thị trường khi thị trường đạt 1.200 điểm. Thì em xin chào anh chị, chào mừng anh chị đến với kênh channel của em, và em là Nguyễn Trọng Thiện. Em xin đại diện cho group Người Lái Đò Chứng Khoán. Em và anh chị sẽ cùng làm việc ở cái video này. Và để không dành mất thời gian của anh chị, em và anh chị hãy cùng đi đến cái thị trường ngày hôm nay. Thị trường ngày hôm nay là thị trường ngày 22 tháng 2 thứ hai. Thì hôm nay tổng dịch chúng ta đạt 17.000 tỷ. Thì nói về thị trường VN Index thì chúng ta đạt 600 triệu cổ phiếu. Một con số cũng khá là lớn, con số này đủ để đạt gọi là rút phích thị trường rồi anh chị ạ. Thì khi tuy rằng đóng cửa ở cuối phiên là thị trường vẫn là màu xanh, nhưng ta nhìn chung thì đa phần các mã lớn đều là đỏ cả. Thì đây gần như là một pha tích lũy, hay có thể gọi là một pha đi rũ bỏ của các nhà đầu tư. Thì rũ bỏ như thế nào lát nữa em và anh chị sẽ cùng tìm hiểu kỹ. Thì chúng ta hãy cùng xem sơ qua thị trường ngày hôm nay anh chị. Thị trường ngày hôm nay thì hôm nay có một mã phiếu dẫn dắt thị trường, đó là Vinhome. Vinhome thì mã phiếu này em đã có cho khách hàng em mua ở điểm 94 phải, mua rất là lâu rồi. Bây giờ tăng rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Thì để nói về độ biên độ thì tuy rằng nhìn chung thị trường đỏ, thị trường xanh, nhưng mà nhìn chung thì những mã xanh rất là ít hơn mã đỏ. Thì thanh khoản ngày hôm nay cuối phiên thì có vẻ vượt trội lên. Thì có vẻ rằng là cuối phiên thường là các người giao dịch nước ngoài hay là tự doanh họ hay hoạt động từ 1:30 cho đến 2 giờ chiều. Ở khoảng thời gian này thường là giao dịch nước ngoài hay là tự doanh họ hoạt động, đa phần thì nó sẽ vượt bậc lên ở cái giây phút cuối này. Thì khối ngoại thì hôm nay sao ạ? Khối ngoại thì hôm nay bán ròng, bán khá là nhiều. Nhìn chung thì bán 1.500 tỷ, một số cũng cao. Thì đây chứng minh cho mọi người thấy rằng là khối ngoại cũng biết T+3 nha anh chị. Anh chị phải nhìn nhận điều đó. Chứ nhiều người họ vẫn có suy nghĩ rằng là khối ngoại họ chỉ đánh theo kiểu đầu tư lâu dài, đầu tư giá trị, đầu tư cơ bản, nhưng mà thực chất họ cũng biết đánh T+3 đó anh chị. Thì đó là cách đánh của khối ngoại ngày hôm nay. Thì có vẻ đã một pha bán, hoặc nhìn chung thì cũng không đáng kể lắm, tại vì trước đó họ đã mua rất nhiều rồi, hôm nay họ chỉ bán. Thì có thể đây được coi là một pha trao đổi hàng hóa, cũng có thể vậy. Tự doanh thì hôm nay mua ròng. Thì thường tự doanh nó hay hoạt động ngược lại so với khối ngoại anh chị. Đa phần là vậy, những ngày vừa rồi đa phần là như vậy cả. Thì hôm nay họ vẫn tiếp tục mua Techcombank nè, hay là VIX nè, MWG. Đấy. Hôm nay mua cả BSR, một trong những mã nắm khá là nhiều đất bất động sản khu công nghiệp, bất động sản cao su. Khá là mạnh anh chị. Một mã để nói về tiềm năng thì rất là tuyệt vời. Thì hôm nay chúng ta thấy một điều là chỉ báo của các nhà tâm lý của thị trường thì càng ngày càng đang được tăng, cải thiện hơn. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể đầu tư ở giai đoạn này rất là tốt, tại vì vẫn chưa đạt cái chỉ báo tới cái ngưỡng gọi là phải quá bán hay là quá mua gì đó. Chúng ta vẫn có thể thoải mái trong việc đầu tư chúng ta hơn. Thì để nói về thị trường VN Index thì sao anh chị? Thị trường VN Index thì hôm nay vẫn đang ở một phiên tích lũy ở cái vùng này, vùng kháng cự cũ, vùng kháng cự 1170 đến 1180 thì vẫn đang ở trong cái vùng này. Thì tại sao nó lại phải tích lũy ở vùng này mà nó không tích lũy ở cái vùng khác, hay là tại sao nó không tăng mà nó lại phải tích lũy? Thì thực chất thì tôi nhìn nhận rằng là vùng kháng cự tức là nó sẽ chạm lại cái vùng đã được chạm tới rồi. Thì vùng này đã được chạm tới rồi thì sẽ có rất nhiều anh chị đã từng mua ở cái giai đoạn này, rất nhiều anh chị đã từng mua ở giai đoạn này, và tới bây giờ khi nó chạm lại cái mức này thì anh chị mới bán ra. thì khi họ bán ra thì thị trường sẽ có một phiên đỏ, và ai là người mua vào không chị? Thì khả năng cao sẽ là những nhà tạo lập, những nhà khối ngoại này hay là tự doanh, họ sẽ mua vào, họ trữ cái lượng hàng của họ. Tại vì mỗi lần họ muốn đẩy giá thị trường lên thì họ cần phải nắm trong mình rất nhiều mã cổ phiếu. Chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta chỉ mang trong mình số lượng cổ phiếu rất là nhỏ. Chúng ta chỉ cầm một vài tỷ chúng ta đi đầu tư. Nhưng mà so với họ, họ cầm cả ngàn tỷ, cả triệu tỷ họ đi đầu tư, họ mua, thì họ có thể đẩy thị trường hay hạ thị trường một cách bình thường. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn một cách tổng quát nhất thì thị trường chúng ta vẫn đang ở một thời gọi là một cái giai đoạn uptrend, thì không có lý nào cả mà chúng ta lại vội vàng bán hay là vội vàng vứt đi cái lợi nhuận của mình ở giai đoạn tích lũy như này, đúng không chị? Thì chúng ta nhìn chung thì tích lũy như này vẫn là ở một cái giai đoạn khá là đẹp, khi mà chúng ta vẫn có thể xem xét được thị trường nó có đang ở cái giai đoạn tốt hay không. Nếu mà đẹp nhất trong cái tuần này thì em vẫn mong muốn rằng nó phải có một pha đạp mạnh xuống dưới này, nó cần phải có một pha đạp mạnh xuống ở giai đoạn có thể là ở đây. Thì khi đạp mạnh xuống này thì khả năng nó sẽ thu hút được các gọi là dòng tiền của những nhà là đầu tư vẫn chưa vào thị trường, họ thu hút vào thì lúc đó nó có thể đẩy lên tới đây được. Chứ nhìn chung thì khả năng đẩy lên trên này cũng sẽ rất là khó khi nó không giảm một pha mạnh, có thể giảm về đây hay có thể giảm về mạnh xuống nữa tới đây nữa. Thì nhìn chung thì em nghĩ là vẫn sẽ có một pha đạp xuống trong tuần tới. Thì theo em thì nếu như mà ngày mai hoặc ngày mốt mà nếu một pha đạp thì đó là cơ hội tốt để anh chị vào hàng đó ạ. Sẽ không còn nhiều cơ hội cho anh chị đâu ạ. Nếu mà anh chị vào trễ thì đồng nghĩa việc là anh chị đang đẩy giá cho khách hàng của em và chính em thôi ạ. Thì đó là những điều em muốn nói là thị trường này anh chị vẫn phải nên cân nhắc trong tuần này nhé. Thì cái tiêu đề ngày hôm nay là cái nhóm ngành nào sẽ đưa thị trường lên tới 1.200 anh chị. Thì đối với em, nhóm ngành đầu tiên và sẽ là nhóm ngành dẫn dắt thị trường cao nhất đó chính là nhóm ngành ngân hàng. Nhưng mà cổ phiếu đã đi trước thị trường rồi, như là đây VPBank này đã đi trước thị trường, đã tích lũy xương rồi và khả năng nó sẽ chạy tiếp tục, hay là Techcombank đấy. Nhưng mà cổ phiếu đã chạy trước thị trường và chuẩn bị sẽ tăng mạnh đó, hay là những mã phiếu như đây đã đi trước thị trường anh chị ạ. Nhưng mã cổ phiếu này đã đi trước thị trường rồi và khả năng sẽ tăng rất mạnh, và sắp tới những mã cổ phiếu sẽ đưa thị trường tới ngưỡng 1.200, đó chính là những mã cổ phiếu như là BID. BID nhìn chung thì nó đang ở một cái giai đoạn khá là đẹp, thì như là BID này, CTG này, hay là Vietcombank này là những mã cổ phiếu mà mang trong mình một cái gọi là một cái tài sản khá là mạnh. Thì đây là một trong những mã cổ phiếu mà được nhúng tay khá là nhiều bởi nhà nước đấy. Cho nên là nhìn chung thì nó không thể nào mà nó giảm mạnh được em chị. Thì chúng ta mua thì chúng ta đánh dài hạn vẫn có thể được, đánh ngắn hạn thì nhìn chung thì có thể nó sẽ chạy chung với thị trường. Nếu như thị trường lên 1.200 thì không có khả năng nào mà nó lại không có thể chạy lên đây được, đúng không chị? Đó, thì mình có thể nhìn chung thấy được cái lợi nhuận của nó rồi, đúng không? Thì như là CTG cũng vậy, đó là một số những mã cổ phiếu như thế này, nhìn chung thì rất là tuyệt vời đó anh chị. Để nói về cơ bản của nó thì nó đang là rất là tốt. Nó có những cái câu chuyện của nó trong năm 2021. Thì nhìn chung cái mã ngân hàng này tất cả đều có câu chuyện, nhưng mà thằng nào là thằng đủ khả năng để tiếp đó câu chuyện đó thôi anh chị. Thì như là nước đã đặt ra cho ngành ngân hàng là phải đạt 12%. Thì những mã cổ phiếu nào nó sẽ đáp ứng được nhiều những cái nhu cầu tốt như thế này thì những mã cổ phiếu mà nó hướng tới các nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ đầu tư vào những mã đó. Và những mã cổ phiếu mà nó sẽ có một cái hoạt động của nó sẽ nhanh gọn này, quản trị được rủi ro tốt này, đó là những mã cổ phiếu mà trong năm 2021 sẽ chạy rất là mạnh. Đó là những mã cổ phiếu ngân hàng đó anh chị, đa phần như vậy. Ví dụ như là SHB thì đây là một mã cổ phiếu em khuyên chị không nên đụng vào. Tại vì sao anh chị? Cái cách tính của nó rất chi là mất thời gian, trong khi chị chờ đợi một mã cổ phiếu nó đi tích lũy lâu như thế này, nó tăng được xíu rồi lại giảm sụp như thế này, đúng không? Hay nó đợi tích lũy lâu như thế này, tăng xíu lại tích lũy tiếp như thế này, Thì đó, theo em anh chị, không nên đầu tư những mã phiếu này, nó rất mất thời gian và cái lợi nhuận tăng cũng không được nhiều đối với nhìn nhận. Kèm với đó là anh chị, nếu anh chị mua vào thì anh chị cũng chưa biết có thực sự nó có tăng hay tăng thật hay không, hay là nó lại giảm lại nè. Mã phiếu này thật sự là khó đoán đấy, cho nên anh chị không nên đầu tư vào những mã phiếu này. Anh chị nên đầu tư vào những mã phiếu như BID này, trong phiên ngày mai anh chị có thể mua vào, hay là CTG đấy, hay là anh chị có thể tích lũy thêm một số mã phiếu, mua thêm gọi là mua tăng tỷ trọng. Tại vì khách hàng của em thì đã có cho mình như là Techcombank này đó, hay là VPBank hết rồi, đã có hết cho mình rồi, và khả năng thì mình chỉ đợi cho nó tiếp tục nó tăng lên rồi chúng ta mua thêm nữa thôi anh chị. Đấy, hay là ngày tuần trước em có cho cái này em mua mã ACB đấy, anh chị thấy nó chạy thế nào anh chị, chạy có phải một pha kinh khủng không anh chị, mua ở cái điểm 30.5 ở đây, bây giờ nó chạy như này lời 5% đúng không chị. Nhưng mà cổ phiếu như này đang chạy trước thị trường này mới là những mã phiếu ta nên mua đó. Thì sau những cái ngành ngân hàng chúng ta sẽ có thêm số ngành khác như là ngành bất động sản nữa. Bất động sản này đặc biệt sẽ chạy cùng ngân hàng và thị trường 1.200 điểm, chắc chắn bất động sản không nào thiếu được. Ví dụ như là GVR, anh chị cân nhắc mua thêm mã mới như là GVR này, em thấy là điểm tích lũy đang khá là đẹp anh chị. GVR này, hay là SHZ này, đây là có những mã có câu chuyện cơ bản của nó là rất tốt rồi, và bây giờ nó đang đi tích lũy rất là đẹp nữa đấy, như là SHZ này đúng không, như là Kinh Bắc này đấy, là những mã phiếu mà nó có câu chuyện và kèm đó là nó đang đi tích lũy khá là đẹp để chúng ta có thể đầu tư mua thêm, tăng tỷ trọng nó rất là tốt. Đây, BSR cũng vậy, cũng có câu chuyện của nó, nhưng mà để mà nó đi xa thì em nghĩ là anh chị có thể đầu tư mã này trung hạn, cân nhắc mua mã này trung hạn nha anh chị. Tại vì để đầu tư em nghĩ là mã này sẽ đánh trung hạn tốt hơn đấy, như là hay là BDR là một mã mà để mà nói là đầu tư dài hạn thì rất là tuyệt vời. Mã này nhìn chung này, em nhìn cái đồ thị như này em tự đoán là cái báo cáo chính nó rất tuyệt vời rồi, không cần phải nói nhiều nữa, báo cáo chính nó thực sự rất tuyệt vời. Và BDR rất tuyệt vời, chị thấy không ạ? Cái lãi ròng luôn luôn tăng gần đây, lãi ròng luôn luôn tăng đấy, rất tuyệt vời. Chúng ta đầu tư dài hạn và đây đầu tư những mã phiếu như này anh chị này đấy, thì anh chị nên cân nhắc tăng tỷ trọng thêm đối với những mã cổ phiếu về ngân hàng hay là bất động sản. Thì xây dựng thì anh chị cũng có thể tăng tỷ trọng với Hòa Bình hôm nay đóng phiên gần như là trần đúng không chị, gần như là trần, trong khi em đã cho khách hàng em mua ở cái điểm, và hôm nay em cũng cho khách hàng em tăng tỷ trọng với cái mã này nữa, và mua thêm hay là CTD nữa. Đây, CTD hôm nay cũng đóng rất là tuyệt vời đúng không chị. Em nói dòng xây dựng khả năng sẽ chạy cùng thị trường rất là mạnh. Tại vì sao anh chị? Tại vì chúng ta nhìn chung thì cái dòng xây dựng là một trong những dòng được cái gọi là lợi ích khá là nhiều từ nhà nước, khi nhà nước gọi là đưa Việt Nam chúng ta đi đầu dùng tiền trong năm 2020 về đầu tư công, thì những ngành như xây dựng họ sẽ được lợi ích rất là nhiều. Như là đây em nói này, em phân tích kỹ những mã phiếu này, đây đầy đủ ấy, đây mua này đầy đủ ấy anh chị ạ, không thiếu sót gì cả đó. Đây là hai mã phiếu mà em nghĩ là trong năm 2021 này thì trường tăng không thể thiếu được hai mã phiếu này, hay là một số mã phiếu như là HNG thì hôm nay đang có một pha tích lũy lại, em nghĩ là sắp tới sẽ tăng thôi anh chị, sẽ tăng cùng thị trường tăng thì không thể nào nó không thể tăng được, một mã có câu chuyện rất là tuyệt vời trong việc đầu tư. Hay là DIG không vậy đấy, rất là tuyệt vời. Đây là những mã cổ phiếu mà nói về cơ bản thì đã tuyệt vời rồi, còn nói về phân tích kỹ thuật thì nhìn chung thì cái thanh khoản của nó bây giờ đang thấp dần rồi, thì nhìn chung thì sẽ có một pha tăng mạnh. Thì em đã cho khách hàng em nâng tỷ trọng ở đây rồi, thì khả năng đến những chạy có một cây khối lượng cao như thế này thì nó chạy, thì khả năng em sẽ cho khách hàng em tăng tỷ trọng ở những điểm này nữa. Thì Em sẽ qua những mã cổ phiếu như là về như là MWG. MWG thì sao anh chị? MWG thì đây một mã cổ phiếu mà khách hàng em đã mua ở cái điểm, thực sự là mua ở điểm 26, 28 rồi. Và bây giờ nó chạy như thế này, nếu như phiên ngày mai đỏ thì anh chị nên cân nhắc mua thêm vào. Em thực sự, tại vì đây là một mã cổ phiếu mà nó có câu chuyện đầu tư cho năm 2021 là một này. Và nó là một trong những mã mà để anh chị có thể đầu tư trung hạn và dài hạn rất là tốt. Nó lãi suất anh chị có thể đạt được từ 30 đến 50% là rất dễ dàng được những mã cổ phiếu này. Khả năng nó bị giảm mạnh khi thị trường xấu thì cũng không giảm mạnh nhiều lắm đâu anh chị. Không giảm mạnh nhiều lắm đâu. Khả năng nó chạy lại rất là nhanh nữa. Đây là một mã rất là tuyệt vời anh chị. Hay là Masan. Masan đấy, hai mã phiếu em luôn luôn cho khách hàng em nâng tỷ trọng hai mã phiếu này. Target của Masan thì luôn luôn ở điểm 120. Target của Masan một trong những mã đi tích lũy khá là đẹp. Tích lũy như này khá là đẹp, test lại liên tục. Khả năng không chạy được cũng rất là khó với mã phiếu này anh chị. FPT. FPT thì nó đang tích lũy lại. Nó đang tích lũy ở vùng này. Thì khả năng em vẫn có một khả năng là nó sẽ có một đợt nó sẽ lắp lại gap này. Thì anh chị hãy cân nhắc tăng lên tỷ trọng ở cái mã cổ phiếu này khi nó lắp lại gap này. Em vẫn nghĩ đến có một đợt nó lắp lại gap. Thì đó là những cái mã phiếu em muốn nói trong thị trường này. Thì nhìn chung thì Việt Nam chúng ta vẫn đang ở một cái vĩ mô tăng khá là mạnh và thị trường đang ở uptrend, thì không có lý nào chúng ta không nâng tỷ trọng ở những mã phiếu tốt, những mã phiếu đang đi đầu. Như anh chị nhìn chung ở cái chỉ báo thì anh chị thấy đa phần cái mức lan tỏa và dòng tiền đều tới những mã phiếu có vốn hóa lớn và nhóm midcap. Thì đó là cái nhìn thị trường chung họ đã có như vậy rồi, thì tại sao chúng ta lại đi vào những mã phiếu xấu, đúng không ạ? Chúng ta lại đi vào những mã phiếu ở thị trường chung như vậy, thì như là những mã phiếu trong VN30 này, những mã phiếu top đầu này, những mã phiếu mà được khối ngoại lựa chọn đến nhiều này, các quỹ lựa chọn đến nhiều này. Đấy. Và nếu như anh chị vẫn chưa chọn được những mã phiếu nào để anh chị đầu tư, anh chị có thể liên hệ qua cái số Zalo của em. Em sẽ tặng anh chị cái danh mục đầu tư, em vẫn giữ một danh mục đầu tư để em tặng. Anh chị trong đây em có làm một cái video để đây danh mục đầu tư, em có tặng anh chị một cái danh mục đầu tư trong video này. Nếu như anh chị coi thì anh chị có thể coi này, và em sẽ nhắn tin qua số Zalo của em sẽ gửi anh chị cái danh mục đầu tư này. Và em rất mong chị hãy để lại một like cũng như một subscribe ủng hộ em. Và em xin chào anh chị và hẹn anh chị ở cái video tiếp theo.